giờ phút này em cháu cùng đến sự trưởng mai táng của chồng Ngọc Anh và trước cùng để đến chia buồn đau thương với gia đình Tam Nguyễn và sau đến cháu cũng được gia đình chấp nhận em cháu để đến đây vợ ra một góc tuần đó là nghệ thuật quýnh phú hoàng trừ tà ma sắp quỷ phò linh cùng khá ngang lên phòng màu và trước khi tới bước vào làm lễ động quan thì ở đây tới mặt chủ nhà xin cảm ơn ban nhạc lễ để đến đây phục vụ toàn tài và tốt bác và các chị em trong suốt mấy ngày qua và bên cạnh đó cũng cảm ơn công lao của thầy tộc tụng những mọi kết lễ cho họ bà về nơi tây phương cực lạc và một lần nữa em cũng xin đại diện chủ nhà cảm ơn mấy cô mấy chú và mấy anh mấy chị không ngại đường xá xa xôi và mưa nắng dạ dầu ra đến đây trước để thắp một cái hương nguyện cầu cho linh hồn bà về nơi tây phương cực lạc. Và sau đó em cũng xin đại diện chủ nhà cảm ơn mấy cô mấy chú và mấy anh mấy chị xông pha lửa với thức đêm dậy sớm để nấu nướng đầy đặn cho bà con các bác và các anh chị em trước để đến đây thắp một cái hương sau đó dùng với gia đình một bữa cơm và chia buồn với gia đình Tam Nguyễn. Và hôm nay dịp vụ mai táng chồng hồng em cháu sẽ đến đây xin bước vào lên trên đó là thắp một nén hương nguyện cầu cho linh hồn bà về nơi tây phương cực lạc. Này hỡi tất cả ba hùng tứ sĩ, bấy lâu nay anh em ta đang ở giữa núi vân cực. Hãy cùng ta bước vào lên trên thắp một nén hương nguyện cầu cho linh hồn bà về nơi tây phương cực lạc. Thì ba quân tứ sĩ, lại các đệ hai hàng thẳng lối nghiêm, mắt không dịch thì sạc cúi đầu. Thì bà con bác và các chị em phối hợp trên tròn để em chết làm lễ đồng quá kịp giờ đại lại để đến linh cục của bà về nơi an nghỉ cuối cùng. Và đặc biệt ở đây bà con bác và các chị em nào có nằm chung nghề của chúng em, hôm nay chúng em có chút tài mọn để em ra đây biểu diễn cho bà con bác và các chị em. Nếu em chẳng làm gì bằng lòng bà con bác và các chị em xin niệm tình ta thứ bỏ qua cho. Và bà con bác và các chị em có kè tay nói nhỏ góp phần dịch vụ mới tới trò em cháu xin ghi nhận tất cả của bà con bác và các chị em xin rất nhiều. Trước tiên cháu xin nhắc lời chúc toàn tài bà con bác và các chị em được dồi dào sức khỏe. Này hơi ba quần tứ sĩ, này các đại hãy cùng ta xâm nhập vào liễu nha trang đó nghe chưa? Yeah.
màu xanh dù mình vào dưới chân. Ngày hơi và quần tứ sĩ này cứ như một tài lá mới. Tại sao bên trong giao đội thì gặp u tối? Các người hãy tắm đuốc lên để xông vào bên trong cho biết ra. Chúng ta bò lên cứu lên được thượng lộ đó nghe chưa? Dạ. Xâm nhập bắt thả bò.